Vậy là sau 2 tuần tranh tài căng thẳng, vòng Thụy Sĩ đã khép lại với việc châu Âu bị quét sạch, Trung Hoa vẹn toàn, Hàn Quốc rơi rụng, kỳ tích Bắc Mỹ bước tiếp. Thế nhưng ngoài những cảm xúc còn đọng lại sau những cặp trận sống còn đó, chúng ta lại được bước tiếp đến màn bốc thăm cuối cùng tại chung kết thế giới 2023, nơi anh Liêm không còn được tự tay quyết định vận mệnh của các ông lớn nữa, mà trao nó vào tay một cái tên uy tín hơn, cụ vương thế giới 2022, Thánh Gacha, Pero. Không để con dân Liên Minh Huyền Thoại phải thất vọng, ngài Pero đã không bốc ra những cặp trận nội chiến nhạt nhẽo mà đưa tới cho chúng ta 4 cặp trận vô cùng hấp dẫn. Trong đó có tới 3 cặp trận hàng trung, cộng với một cuộc tái ngộ giữa NRG và Weibo, khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích, mong chờ cho vòng đấu tiếp theo. Vậy nên, trong tách cà phê ngày hôm nay, hãy cùng cà phê Liên Minh soi kèo, nhận định, đánh giá tương quan sức mạnh các cặp trận tứ kết đầy căng thẳng, nơi sẽ xác định 4 cái tên tiếp theo phải ra về và tìm ra 4 cái tên mạnh nhất của giải đấu. Trước khi bước vào video, đừng quên nhấn nút like, subscribe cũng như để lại các bình luận góp ý cho cà phê Liên Minh ở bên dưới. Còn bây giờ thì cùng chúng mình thưởng thức tách cà phê này thôi. NRG Weibo Gaming, cặp đấu giữa hai cái tên tiến tới vòng tứ kết nhờ vào những lá thăm may mắn của anh Liêm. Nhà cái Weibo Gaming dù là hạt giống số 4 LPL nhưng không phải là một cái tên được đánh giá quá cao. Thậm chí nhiều người còn cho rằng The Shy cùng đồng đội cũng chưa hoàn toàn xứng đáng cho tấm vé tiến vào vòng 8 đội. Đường vào tứ kết của họ là bước qua 3 đại diện phương Tây khác nhau, mở màn thắng lợi trước NRG rồi lại liên tiếp thất bại trước G2 Esports, đi suýt thì chệt khỏi đường đua chung kết thế giới 2023. Nhưng may mắn thay cho The Shy và đồng đội bởi những lá thăm liêm khiết đã đưa họ gặp Mad Lions rồi Fnatic, những đối thủ không thể dễ hơn ở cùng vòng đấu. Không những thế, dù là hạt giống 3-2 nhưng chẳng những không phải gặp những đại diện bất bại mà họ còn được đối đầu với đại diện phương Tây duy nhất ở vòng tứ kết, thậm chí đó còn là bài tướng của họ ở ngày đầu ra quân. Ở phía bên kia, hạt giống số 1 Bắc Mỹ cũng may mắn chẳng kém. Sau ngày mở màn thất bại, NRG liên tục được ban phát những đối thủ dễ xơi, từ đối thủ cùng khu vực Team Liquid, sau đó là hai đại diện tiếp theo của châu Âu để tiến vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng, dù không vượt qua bất kỳ đại diện hàng trung nào, nhưng việc giẫm đạp lên G2 Esports trong khi bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là một phép màu đối với người hâm mộ Bắc Mỹ. Và NRG thật sự chính là chân mệnh thiên tử để cứu rỗi khu vực LCS này. Trong lần đối đầu trước, đội tuyển hạt giống số 4 LPL đã cho thấy sự vượt trội hoàn toàn cả về mặt kỹ năng cá nhân lẫn triển khai chiến thuật so với đối thủ ở phía bên kia chiến tuyến. Điểm nhấn khi đó chủ yếu thuộc về phía cánh dưới của Light cùng Strip. Khi đó, dù đã cầm những chất tướng yếu thế hơn, nhưng chỉ sau 15 phút đi đường, họ đã hủy diệt hoàn toàn FBI và Ignore. Kể cả trong những cặp trận sau đó, bộ đôi đường dưới của Weibo vẫn cho thấy sự vượt trội của mình khi thường xuyên là những người đẩy đường, đè bẹp đối thủ rồi gồng gánh đồng đội trong những pha giao tranh. Rõ ràng nhất là ván đấu cách Lin Lux khiến Noah chỉ biết thở oxy trong trụ ở cặp trận với Fnatic vừa qua. Phía bên kia, FBI cùng Ignore cũng đang cho thấy sự tiến bộ của mình qua từng ván đấu. Hơn nữa, họ còn đang sở hữu Senna tâm kênh, bộ đôi đã khiến nhiều đội tuyển đau đầu khi đối mặt. Ngoài ra, bộ đôi cánh giữa của Weibo cũng là những nhân tố quan trọng trong trận thắng mở màn trước NRG. Weiwei đã thể hiện một lối chơi khác mẫu, năng động với quân bài Bobby, thi đấu trên cơ hoàn toàn Talia của Contract khi tự găng sớm, băng trụ, hỗ trợ đồng đội đẩy mạnh lợi thế, anh đều làm ở mức hoàn hảo. Thế nhưng kể từ sau cặp trận đó, phong độ của hai người chơi đi rừng lại đang trái ngược nhau hoàn toàn. Trong khi Weiwei bị ao rừng bởi cả những cái tên phương Tây, thậm chí lu mờ trước Razor ở trận đấu gần đây, thì Contract lại ngày càng chứng tỏ được giá trị và kinh nghiệm của mình trong những trận đấu quan trọng. Đặc biệt là trong cặp trận G2 Esports khi anh như đi guốc trong bụng, tài năng trẻ dài. Điều ấy còn đúng cả với những gì đang diễn ra ở khu vực đường giữa. Tại trận đấu đầu tiên, Sahu với Azir cũng thể hiện một sự vượt trội hoàn toàn cả về khả năng đi đường, lẫn áp lực sang hai cánh bản đồ. Thậm chí, tại phút thứ 10, Tiểu Hổ còn mang về cho riêng mình một pha solo kill trước Balafox, người được anh khen là thiên tài trước đó. Vậy nhưng trong những cặp trận sau, người ta ít khi nhìn thấy hình ảnh một sao Hu gồng gánh đội tuyển của mình đến với chung kết thế giới, mà chỉ còn lại một sao Hi Hi với những pha xử lý mang lại tiếng cười, thất thế trước cả Nixi và nhiều lần khiến đội rơi vào tình thế khó khăn. Trong khi đó, Balafox không hẳn là một cái tên nổi bật mang tới chiến thắng cho NRG, nhưng cũng không thể phủ nhận những cống hiến thầm lặng của anh trong những thời khắc quan trọng. Đặc biệt phải kể đến những cú nổ hoa quyết định ván đấu trong cặp trận với G2. Vị trí cuối cùng dù được rất nhiều người chú ý trong ngày đầu ra quân, nhưng lại chưa kịp thể hiện quá nhiều điểm nhấn, chính là The Shy.
Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng trong trận đấu với Energy, Top God cũng đã thi đấu một cách an toàn hơn rất nhiều. Anh hơn lính, hơn trụ, hơn trang bị, nhưng không hề lao lên ăn thua với đối thủ mà chủ động thi đấu một cách an toàn để dứt điểm trận đấu một cách nhanh gọn. Lối chơi ấy còn liên tục được Saika của chúng ta thể hiện trong những trận đấu sau đó. Thậm chí, dù đội của anh có thua thiệt đến đâu thì sau phút 15, The Shy vẫn luôn là người dẫn trước đối thủ về tiền, từ đó mở ra một điều kiện thắng cho đội. Phía bên kia, phong cách của Dokla cũng gần như là tương tự. Chỉ có điều, anh chủ động hòa hoãn với đối thủ hơn, dẫn tới chênh lệch thường không nhiều, nhưng đổi lại bằng lối chơi cover chủ lực, mở giao tranh rõ nét hơn trong giai đoạn sau. Nhìn chung, Energy sau 4 cặp trận tại vòng Thụy Sĩ đã cho thấy sự tiến bộ qua từng cặp trận của mình, từ bị hủy diệt cho tới quật ngã ông lớn G2. Bước tới vòng Thụy Sĩ, nhà vô địch Bắc Mỹ cũng chỉ phải gặp một đối thủ không được đánh giá quá cao. Tuy nhiên, đó lại chính là những kẻ đã đè bẹp họ trong ngày thi đấu đầu tiên. The Shy cùng đồng đội, dù gặp phải đôi chút khó khăn trước những đại diện châu Âu, tuy nhiên Energy vẫn chưa thực sự là một cái tên đủ khả năng cản bước họ. Vậy nên, Cà Phê Liên Minh xin dự đoán kèo đấu sẽ là 3-1, nghiêng về phía hạt giống số 4 của LBL, Weibo Gaming. Sau cặp trận tứ kết đầu tiên có phần dễ đoán, chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc tái ngộ giữa Genji và BLG, hai đội tuyển đã từng đối đầu một sống một còn tại kỳ MSI trước đó. Tuy nhiên, đến với chung kết thế giới 2023, màn thể hiện của cả hai lại đang phần nào có vẻ trái ngược nhau. Nếu Genji hủy diệt hoàn toàn nhánh đấu của mình, không cho bất cứ đối thủ nào có cơ hội với hiệu số bất bại 3-0, thì BLG dù đã có chiến thắng mở màn trước KT, nhưng lại sẩy chân rơi xuống nhánh 2-2 sau thất bại trước hai ông lớn là Genome Gaming và T1. Sức mạnh lớn nhất của nhà vua LCK chắc chắn phải đề cập đến cánh trên của họ, nơi có sự xuất hiện của bộ ba Doran, Binet và Chu Vi. Đặc biệt nhất phải kể đến sự lột xác hoàn toàn của ngày đi ở kỳ chung kết thế giới năm nay. Không còn là một điểm yếu hay thua đường nữa, mà Doran đang thực hiện vai trò carry cánh yếu một cách vô cùng xuất sắc. Trong cả ba ván đấu vừa qua, đường trên của Genji đều luôn có những điểm sáng riêng cho mình. Là con Rumble trải thảm lửa đốt cháy cùng Mayushi, là con Zack quay tay gõ đầu năm thành viên G2. Tất cả đều tạo nên một màn trình diễn khiến khán giả phải trầm trồ. Đối thủ tiếp theo của anh, Bin, sẽ là một liều thuốc thử không thể tốt hơn, bởi đường trên của BLG cũng đang là cá nhân gồng gánh của đội tuyển, cũng như là điều kiện thắng mà BLG luôn nhắm tới. Minh chứng rõ nhất là con cá sấu đè bẹp Broken Blaze hay chắc solo kill liên tục Garrett của Zed. Trong khi đó, tuyến giữa của Genji cũng đang có một kỳ chung kết thế giới đạt đỉnh phong độ. Cả Binet lẫn Chu Vi đều vô cùng quyết tâm để có cho mình lần đầu tiên nâng cao chức cúp vô địch thế giới. Và màn trình diễn của họ trong những ván đấu vừa qua cũng không khiến ai phải thất vọng. Anh Đậu lẫn em Vinh thi đấu ăn ý, cùng nhau phối hợp trong những pha đảo cánh, xâm lăng rừng đối phương để mang lại lợi thế cho đội. Từ đó dễ dàng lăn cầu tuyết ván đấu. Điều ấy lại càng dễ dàng hơn khi phía bên kia, Yagao đang thực sự không có một phong độ tốt. Anh thua đường cáp trong cả 3 ván đấu, mà kể cả khi thắng đường, cầm xin ra 4-1 như trong ván đấu với T1 thì cũng không có nhiều tác dụng. Còn Sun, dù vẫn có những ván đấu năng nổ găng sớm thành công, đưa đội đến với chiến thắng nhưng cũng không thiếu những ván đấu mà anh trở nên tù túng, không thể tìm được đường khai thác hoặc dễ dàng bị đối thủ độc vùng rừng. Tuy nhiên, có một yếu tố quan trọng chúng ta cần phải nhắc đến trong kèo thi đấu này, đó là Binet thường xuyên chót mỗi khi phải đối đầu với những cái tên LBL. Vậy nên vẫn chưa thể khẳng định đây là một khu vực có lợi thế cho Genji. Đường dưới cũng là nơi đáng chú ý không kém khi Base và L là một lần nữa có cơ hội đỏ súng. Xạ thủ trẻ ngà Genji vẫn như mọi khi, không thể hiện một phong cách áp đảo khi đi đường. Lượng chênh lệch anh tạo ra cũng không quá lớn, tuy nhiên đổi lại, Base sở hữu khả năng chọn vị trí, xả thắt thương trong giao tranh mà bao xạ thủ khác hằng ao ước. Chỉ có điều, đồng đội của anh trong những ván đấu gần đây đã làm quá tốt, khiến Base không có nhiều đất diễn và cặp BL5 căng thẳng sắp tới sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để anh tỏa sáng. Trong khi đó, L lại đang có một kỳ chung kết thế giới vô cùng bất ổn. Mặc dù những thông số về sát thương đang được dẫn đầu bởi xạ thủ nhà BLG, nhưng anh vẫn còn nói những sai lầm mang đi cả ván đấu của đội nhà. Đó là con Saya không một tác dụng trong cặp trận với T1, hay con Jerry cố rướng để cáp hạ gục, rồi giao tranh sau đó là bị bắt lẻ một cách đáng trách trong ván 2 với G2. Tuy nhiên, nhân tố quan trọng khiến chênh lệch ở khu vực này được nới rộng ra phải thuộc về vị trí hỗ trợ. Vẫn đang có một phong độ cao cả vì di chuyển tạo lợi thế cho đồng đội lẫn mở giao tranh thương hiệu của mình, thì On vẫn chưa để lại quá nhiều dấu ấn tại kỳ chung kết thế giới năm nay. Nếu có thì chỉ là những tình huống chết lẻ, mở giao tranh quá rướng hay là làm bị tập bắn cho đối thủ. Rõ ràng về mặt con người lẫn màn thể hiện thì tại vòng Thụy Sĩ, Genji đang là những người được đánh giá vượt trội.
Tuy nhiên, nếu nhìn lại tại kỳ MSI vừa qua, họ cũng chính là những người ở cửa trên, để rồi là phải chịu thất bại tủi hổ. Vậy nên, kèo đấu này hẳn sẽ không dễ dàng gì cho Genji. Và Cà Phê Liên Minh dự đoán sẽ là chiến thắng nghẹt thở 3-2 dành cho lá cờ đầu LCK để bước tiếp vào bán kết. 49 chưa qua, 53 đã đến. Khỏi phải nói cũng biết anh trọng tài liêm khiết đã khiến KT phải khốn khổ thế nào để vượt qua vòng bảng. Không một ván chuối phi, không một trận hành gà. Phải gặp từ BLG, DK, Weibo Gaming, Leaning Esports. Sau bao gian nan cùng đôi tay bóc của thánh gà cha Burrow, tưởng rằng KT sẽ được hưởng trái ngọt sau những gì đã trải qua. Thế nhưng lại một lần nữa, số phận lại đẩy hạt giống số 3 LCK chạm mặt Shindong Gaming, cái tên sáng giá nhất cho chức vô địch. Khoan bàn đến mặt con người, ta chỉ cần nhìn vào màn thể hiện của Shindong khi họ trêu đùa BDS, hủy diệt BLG, vượt mặt Lightning để đến vòng tứ kết. Từng ván đấu, Shindong đều cho thấy sự chắc chắn trong từng bước di chuyển và chuẩn chỉ trong việc lăn cầu tuyết, khiến bất cứ ai phải khiếp sợ mỗi khi chạm mặt. Đường trên của cả hai đội tuyển đều có phong cách thi đấu khá tương đồng. Cả hai đều hướng nhiều hơn đến những chất tướng tăng cơ, đấu sĩ semi thiên về làm nền và tạo tiền đề cho đồng đội. Những pha tỏa sáng của Kin lẫn 369 chủ yếu đến từ những tình huống giao tranh căng thẳng và họ sẽ bước ra làm người đảo ngược thế trận. Với Kin thì là con Gna hết lần này đến lần khác bắt chết Showmaker hay Dep trong cặp trận với DK. Còn 369 cũng có riêng cho mình một khoảnh khắc hóa sao cho mừng, bổ tan nát đội hình Lightning. Với tính chất kèo đấu như vậy, dự rằng nơi đây sẽ không có quá nhiều sự chênh lệch trong đi đường. Khác biệt chỉ thực sự đến trong những pha giao tranh, nơi mà kinh nghiệm của cả hai lên ngôi. Vị trí ảnh hưởng nhiều nhất tới thành bại tại cặp trận này chắc chắn phải thuộc về đường giữa. Curse cùng BDD sẽ phải chạm mặt chục mid, rừng hay nhất thời điểm hiện tại, Nai, Kanavi. Điểm sáng dễ thấy nhất của tuyến giữa KT ở vòng đấu vừa qua chính là việc họ xử lý giai đoạn đầu trận vô cùng trơn tru. Curse luôn là một người đi rừng chủ động, song sáo can thiệp. Trong khi đó, BDD vẫn là một mẫu đường giữa không ngồi im chờ đợi tài nguyên đến. Anh ưa chuộng những chất tướng phục vụ cho lối chơi đảo cánh, hỗ trợ đồng đội, từ đó đảo lợi thế cho các chủ lực khác trong đội vào giai đoạn sau. Thế nhưng, họ vẫn có đó những vấn đề cần phải khắc phục, đặc biệt là những bước di chuyển cùng những pha kêu gọi tương đối sai lầm trong giai đoạn sau, dẫn đến đánh mất hoàn toàn lợi thế đã gây dựng. Nhất là khi đối thủ phía bên kia chiến tuyến còn toàn diện cả về mặt đi đường lẫn phối hợp. Nai trong năm ván đấu vừa qua chủ yếu sử dụng những lựa chọn pháp sư làm nền như Ari, Orianna, Nico. Tất nhiên là anh sẽ có những pha make play đẹp mắt, nhưng lượng sát thương mà đường giữa của Shindong gây ra vẫn vô cùng ấn tượng khi là một trong những người dẫn đầu về chỉ số này. Người đồng nghiệp của anh, Kanavi, cũng có những màn thể hiện kinh dị không kém. Ngoài trừ vài phút đầu tấu hại bằng Travan trong cặp trận với BDS, phần còn lại đều là những tình huống độc găng, băng trụ, mở giao tranh 10 điểm. Bộ đôi tuyến giữa của Shindong thật sự là một bài toán khó mà KT phải giải nếu muốn có cơ hội chiến thắng. Đường dưới trong kèo đấu này nhiều khi không phải là điều kiện thắng duy nhất, nhưng chênh lệch nơi đây sẽ quyết định cực nhiều thế trận và cục diện nửa sau ván đấu. Dù nguyên cả vòng Thụy Sĩ, những đối thủ của Amin đều là những cái tên sừng sỏ, có số má tại vị trí xạ thủ, nhưng những thông số mà Amin có được đều ở mức dương, đặc biệt là chênh lệch gần 500 vàng tại phút 15, cho thấy xạ thủ của KT đang có một phong độ đi đường áp đảo đến mức nào. Tuy nhiên cũng cần phải nói rằng, dù Amin vẫn có những pha giao tranh xả sát thương tốt, nhưng còn đó những vấn đề mà anh cần phải khắc phục, đặc biệt là khi anh bị Gala làm lu mờ hoàn toàn, hay khoảnh khắc Zeridu tường vấp cỏ trong ván đấu thứ hai với DK. May mắn rằng bên cạnh anh vẫn còn đó Lehens, người đang thi đấu ổn định nhất so với phần còn lại của KT. Tác động của Lehens chủ yếu đến từ khả năng kiểm soát mục tiêu cùng với bảo kê xuất sắc của mình, giúp Amin tự tin xả sát thương, hạn chế vấp cỏ. Thế nhưng chắc chắn trong cặp trận tiếp theo sẽ không có chỗ cho Amin sai lầm, bởi phía bên kia chiến tuyến chính là sự xuất hiện của bộ đôi Ruler Missing. Nếu Amin cho thấy sự đuối thế chùng tay khi phải đụng độ Gala, L thì cần nhớ rằng trước đó Ruler chính là người dạy xạ thủ LBL cách giữ vị trí, xả thắt hương trong giao tranh là như thế nào. Chưa hết, Ruler còn nhận được sự phục vụ của Missing. Nếu ở năm ngoái, chính Missing là cái tên nhận về sự chỉ trích cho thất bại của Shindong tại chung kết thế giới 2022, thì trong lần quay trở lại này, khi được sát cánh cùng một xạ thủ đủ tầm, anh trở thành một hộ thần đích thực cho nhà vua Ruler cùng đế chế Shindong. Đa số khán giả sẽ cho rằng KT khó lòng và vượt qua được Shindong Gaming, đặc biệt là khi trước đó họ đều phải nhận những thất bại trước BLG và Lightning, hai bại tướng của nhà vua LBL. Tuy nhiên, người chết hụt thường sống rất dài.
Katie đã quá nhiều lần bị đẩy vào thế chân tường, bị ép tới chết, thì đây sẽ là cơ hội để họ vùng lên, chứng minh sức mạnh của mình. Giống như một kịch bản anime nào đấy, cà phê liên minh sẽ dự đoán chiến thắng 3-2 nghẹt thở dành cho Amin và đồng đội. Cuối cùng sẽ là cặp trận được nhiều người mong chờ nhất, kỵ sĩ Khải Huyền, T1, đối đầu với kỳ lân Tô Châu, LNG, nơi cả hai đều đạt đỉnh phong độ, đều biểu diễn lối đánh vạn người mê để bước tiếp vào vòng tứ kết. Hành trình của Lightning và vòng 8 đội thực chất cũng không có nhiều khó khăn. Họ mở màn một cách ung dung, chậm rãi khi chỉ phải đụng độ hai đại diện đến từ phương Tây. Sau đó mới bung ra sức mạnh thực sự của mình, làm khó Shindong rồi thành công quật ngã kẻ khốn khổ Katie để đi tiếp. Trong khi đó, cùng là hiệu số 3-1, nhưng T1 lại khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng hơn rất nhiều. Họ có một khởi đầu chậm chạp hơn khi chật vật vượt qua team Liquid của Biosic, gục ngã dễ dàng trước nhà vua LCK, Genji, để rồi có một trận đấu hủy diệt, nhưng lại chỉ là trước đại diện Cloud9 của Bắc Mỹ. Mãi cho đến màn báo thù hay không thuyết phục trước Bilibili Gaming, người ta mới thấy tinh thần của T1 thực sự đã quay trở lại. Với sự đồng đều đến từ cả năm vị trí, hẳn cặp đấu tại khu vực đường nào cũng vô cùng đáng để tâm. Trước hết, ở đường trên sẽ là nơi Zed có lần đầu tiên chạm mặt với Zika. Cả hai đều là những tài năng trẻ với thiên hướng sử dụng chất tướng carry gánh đội. Thần Sấm đang thể hiện một khả năng đi đường tương đối ổn định, kể cả khi đối thủ phía bên kia có là Doran hay Bin. Thế nhưng những giá trị mà Zed đem lại trong giai đoạn sau cũng chưa có gì đáng kể, đặc biệt là ván đấu Aatrox vô hại trong cặp trận với Genji. Ngược lại, Zika hầu như không quá áp đảo trong đi đường, nhưng anh chủ yếu thiên về việc câu kéo kẻ địch ở cánh đại lẻ hay làm nền bằng những pha bọc sâu, bắt chết chủ lực của đối phương. Điểm nhấn của Zika trong vòng thụy sĩ vừa qua có thể kể đến màn tẩu thoát bằng Zack trước sự truy đuổi của ba thành viên KT. Trong khi đó, trục giữa của bản đồ tưởng rằng sẽ là nơi có sự chênh lệch lớn nghiêng về Lightning. Trong suốt giai đoạn mùa hè cho đến những trận đấu đầu tiên của T1, dù thắng hay thua thì Honor cũng sẽ là cái tên nhận về những chỉ trích do lối chơi tù túng, cá nhân chỉ biến cắm mặt vào farm rừng mà không hề can thiệp bất cứ khu vực đường nào. Nhưng ở cặp trận với BLG, chúng ta như được thấy một con người khác, Dreamer Chúa với Travan combo kỳ kích chuẩn chỉ đem về vô vàn lợi thế cho T1. Trong khi đó, Faker tại chung kết thế giới này lại có hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Anh có thể thắng đường chu vi, dẫn đầu sát thương, nhưng để rồi tìm thua. Ngược lại, Quỷ Vương chết liên tục, gây chỉ có 5% sát thương thì đội lại giành được thắng lợi. Chắc hẳn là bởi anh tập trung điều khiển bốn con lính cát hơn. Phía bên kia, MVP LPL mùa hè 2023, Scout vẫn đang cho thấy một phong độ vô cùng ổn định. Không phải ngẫu nhiên mà Scout nằm trong tứ đại thiên vương LPL. Anh có thể sử dụng đa dạng chất tướng, nhưng chủ yếu ưa chuộng những chất tướng giàu sát thương gánh đội. Đặc biệt phải kể đến quân bài Azir với 3 lần khóa vào và đạt KDA lên tới 10.3. Trong khi đó, Tặc Răng cũng đang sở hữu một bệ tướng cực kỳ rộng, lối chơi đột biến và hướng đi vô cùng khó đoán, độc rừng cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là cái cách anh bắt bài Rezoq hay liên tục tìm được Canavi trong khu rừng. Vì thế, Owner sẽ cần cân nhắc nhiều trong những tình huống di chuyển, tránh để lộ tầm nhìn để rồi giẫm vào cái bẫy do người đi rừng LNG đặt sẵn. Vì lối chơi của cả hai đội khá tương đồng, thiên về giao tranh giai đoạn sau, vậy nên khu vực đường dưới của đôi bên sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng, có thể quyết định thành bại cả ván đấu. Kumayushi và Gala đều là những xạ thủ thi đấu rất bản lĩnh, tự tin và quyết đoán với nhiều tình huống chớp thời cơ tỏa sáng trong giao tranh. Với Gala, anh đã gây ấn tượng lớn trong mắt người hâm mộ tại kỳ chung kết thế giới này, đặc biệt là ván đấu Aphelios, một tay gồng gánh, lật kèo giúp LNG vượt qua cửa ải KT. Phía bên kia, Kumayushi lại không có một kỳ chung kết thế giới hoàn hảo như thế. Thái tử nhà T1 đã nhận về khá nhiều chỉ trích trong những cặp trận đầu tiên, nhất là con Kai'Sa 5000 dam trong cặp trận với đối thủ truyền kiếp Genji. Nhưng bù lại, Kumayushi qua từng cặp trận vẫn luôn cho thấy sự tiến bộ của mình, rằng khi được đồng đội dành nhiều sự chăm sóc, anh hoàn toàn có đủ khả năng để tỏa sáng. Mà rõ ràng nhất là ván đấu thứ hai với BLG khi Jinx của Kumayushi không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Người đồng nghiệp của anh, Keria, cũng đang cho thấy sự khát khao chinh phục danh hiệu với một màn thể hiện rực sáng không kém. Từ con Bar trong cặp trận với Lao Nai hay Tâm Ken bảo kê xạ thủ của đội đến tận chân răng khi chạm mặt BLG. Trong khi đó, Hang lại không toàn diện đến vậy khi hỗ trợ của LNG vẫn còn đó những tình huống chọn mục tiêu thiếu chính xác, di chuyển kiểm soát bất cẩn để rồi phải nằm xuống. Nếu chỉ nhìn nhận về mặt con người cũng như phong độ vòng tỷ sĩ, cả hai đội gần như không có quá nhiều sự chênh lệch, 1-9, 1-10. T1 có thể đã bộc lộ ra những điểm yếu của mình,
nhưng đều đã được khắc phục vào giai đoạn cuối. Trong khi đó, LNG vẫn chưa có một điểm yếu rõ ràng nào được thể hiện ra. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng, trong suốt lịch sử tham gia kỳ chung kết thế giới, T1 chưa từng thất bại cho một đại diện LBL nào. Đây chính là điểm yếu chí tử sẽ khiến LNG phải nhận thất bại trong cặp thi đấu sắp tới, và Cà Phê Liên Minh dự đoán rằng tỷ số sẽ là 3-1 dành cho Faker và đồng đội. Nhìn chung, vòng tứ kết sẽ là nơi 8 cái tên xuất sắc nhất giải đấu chạm mặt nhau, nơi đây sẽ không còn cơ hội thứ hai để làm lại. Vì thế, nên vòng đấu này cũng sẽ là nơi các đội tuyển bung hết sức mình, cạnh tranh khốc liệt nhằm giữ lấy mạng sống, tiếp tục hành trình chinh phục chiếc cúp thế giới danh giá. Trong những loạt đấu đẫm máu này, Cà Phê Liên Minh dự đoán các đội đi tiếp sẽ là Weibo, Genji, KT và cuối cùng là T1. Vậy, còn các bạn nghĩ sao về vòng tứ kết hấp dẫn nhưng cũng không kém phần đẫm máu sắp tới? Liệu LCK hay LBL sẽ có nhiều đại diện bước tiếp hơn vào vòng bán kết? Hãy để lại suy nghĩ của bạn ở bên dưới. Trước khi khép lại nội dung này, nhớ hãy để lại cho Cà Phê Liên Minh chúng mình một like, một subscribe, nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sắp tới của chúng mình nhé. Và nếu có ý tưởng gì muốn chúng mình lưu giữ và thực hiện, đừng quên nhắn nhủ đến chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.